Xin chào, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng mình đã có một cái cú quay xe rất là ngoạn mục Khi mà mọi hôm ý, thì chúng mình sẽ cùng với nhau phát trực tiếp vào lúc 22h30 Thế nhưng mà ngày hôm nay thì bây giờ chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Vậy nên nếu như mà chúng ta đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhá. <laughs> Đang rất là bất ngờ cho rằng là ô tại vì sao mà ngày hôm nay chị Hiên phát sớm thế nhỉ? À bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đợi mọi người tầm 1 2 phút. Sau đấy thì chúng mình sẽ cùng với nhau à bất ngờ quá. <laughs> rồi cô em môn à rồi ok ạ. À. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay chưa? Em hết hồn luôn à, có gì đâu, bình thường mà. <laughs> các bạn ơi nào à, chắc chị chữa hai đề à thế này thì chắc là phải à, gọi là phát đến sáng với các bạn thì các bạn cũng sẽ à, nói chung là rất là tình nguyện để ở đây đến tận sáng với chị đúng không à, chúng ta sẽ cùng đợi nhau thêm khoảng à, một chút thời gian nữa các bạn nhé và khi mà đã tham gia trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi à, em tưởng 22: 30 cơ may mà Facebook em thông báo chắc không em bỏ lỡ mất à <laughs> Ok các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chưa ạ? Ồ, đây là đề mà em đã thi cuối kỳ à. Ừ, chúng ta thấy rằng là ồ, đâu hôm nay đâu phải là sinh nhật chị đâu. <laughs> các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay chưa ạ? Và đừng quên gửi lời chào tới chị nhé. Chị làm thử thách like liên tục 24 giờ đi chị <laughs> Trời ơi Like 24 giờ mà với cái kiểu dạng của chị Một cái năng lượng giống như kiểu của chị Thì uh, chắc là cũng khá là vất đấy Chứ không phải là câu chuyện Gọi là không phải câu chuyện đơn giản đâu các bạn ạ à. Thế nhưng mà bây giờ thì nếu như các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhá à, Sao vậy hôm nay có bão rồi Vì chị Hiên phát sớm à <laughs> Lại tới mai đi chị ơi Ui trời ơi Bây giờ thì cảm giác như là các bạn cũng đã sụp sôi hơn rồi đúng không Chúng mình ơi Chúng ta sẽ cùng đợi các bạn thêm khoảng 1-2 phút nữa Rồi sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng đến với cái đề bài ngày hôm nay chị đã chuẩn bị cho các bạn Đó chính là đề bài về tác phẩm vợ nhặt các bạn nhé À hôm qua em không xin kịp phai người lái đò sông đà Thử thách ngày nào chị cũng lay ghét vô à <laughs> Rồi các bạn ơi Nào bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa? Bây giờ thì các em đã có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ? Bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa? Và các bạn thấy đấy Trong hành trình 5 ngày vừa qua Khi mà ngày nào thì chị Hiên cũng phát trực tiếp cùng với các bạn và chữa với các bạn những cái đề cực kỳ trọng tâm về các tác phẩm văn xuôi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có hai đề về sông đà một đề về sông hương một đề về vợ chồng a phủ và ngày hôm nay là một đề về vợ nhặt của nhà văn kim lân được không ạ chính bởi vậy mà chị tin rằng là bạn nào mà theo dõi cái hành trình vừa qua cùng đồng hành với chị thì chắc hẳn rằng các bạn cũng đã thu lượm được cho mình rất nhiều kiến thức Thế nhưng bản thân các bạn cũng thấy rằng là cái chữ rất nhiều ở đây chúng ta nói trong cái khuôn khổ Có lẽ là bởi vì từ trước đến giờ chúng ta vẫn đang chủ quan trong việc học môn văn Còn nếu như tính ra ấy, thì đó chỉ là những cái phần kiến thức, những cái đề rất là nhỏ Trong cái khối lượng kiến thức mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới thôi Được không ạ? À? Thế nên bữa hôm nay là bữa cuối rồi các bạn ạ à. Và chị nghĩ rằng là trong năm ngày vừa qua thì các bạn đã có được rất là nhiều những cái trải nghiệm tốt khi mà đồng hành cùng với chị trong việc chữa đề đúng không nào? Và chị cảm thấy rất vui vì đã được đồng hành cùng với các bạn trong hành trình 5 ngày vừa qua. Không biết các bạn thì thế nào? <laughs> ngày hôm nay thì sẽ là một cái đề về tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Và bởi vì hôm nay là buổi cuối chúng ta kết thúc cái chiến dịch chữa đề. Thế nên chị rất là mong các bạn sẽ có thể tác thêm những người bạn của mình và chia sẻ Cái phần phát trực tiếp này công khai Được không ạ? Giống như một cái sự ủng hộ cho chị Hiên Trong cái tiến trình vừa rồi mà chúng mình đã đi qua cùng với nhau Và cũng đừng quên là thả tim thật nhiều cho chị để chị biết rằng Là mình sẽ có thêm những cái động lực để nếu như có thể Sẽ tổ chức những cái chiến dịch tiếp theo cùng với các bạn Có thể là dậy sớm chẳng hạn, đúng không ạ? Đó cũng có thể là dậy sớm luyện viết nghị luận xã hội chẳng hạn, hay là dậy sớm chữa đề đọc hiểu chẳng hạn, hay là dậy sớm để ôn những đề về thơ chẳng hạn. Đấy thì trong cái tiến trình là chúng ta có quá nhiều thứ để có thể làm với nhau. Và cái điều này thì đương nhiên sẽ dựa vào cái sự nhiệt tình được không ạ? Của các bạn đối với cái việc là các bạn ủng hộ chị nhiều như thế nào. À sắp đến tháng 6 rồi chị ơi. Bây giờ đúng rồi, tháng 6 chính là tháng mà chúng ta sẽ bước vào những ngày rực lửa Và chị tin ở đây cũng có rất nhiều bạn đang chờ đợi tháng 6 đúng không ạ? Chính vì vậy, để bắt đầu cho buổi phát ngày hôm nay Chị xin được dành tặng một điều cực kỳ sốc Cho những bạn nào tham gia trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay Các em đều biết rằng hôm nay và ngày mai sẽ kết thúc cái ưu đãi đăng ký khóa học 10 ngày rồi Vậy nên bây giờ chị sẽ đề nghị là anh chị admin sẽ giúp chị. Đó là ghim cái link khóa học 10 ngày tại đây. Để các bạn ấy có thể truy cập vào đăng ký. Và ngày hôm nay chị sẽ dành tặng cho các bạn đăng ký khóa học 10 ngày trong phần phát trực tiếp này, được không ạ? À? Hiện tại thì các bạn có thể thấy là cái khóa học 10 ngày á. Các em sẽ được nhận một cái bộ ấn phẩm như thế này. Đúng không ạ? À? Đây sẽ là cái bộ ấn phẩm mà các bạn được tặng kèm nhá Được chưa nào? Và ngày hôm nay nếu như các bạn đăng ký Thì các bạn vẫn sẽ được hưởng ưu đãi giảm 300.000 tiền học phí Và cộng thêm với đó thì chị sẽ tặng cho các bạn 4 cuốn nữa Ở đây thì không có hình của 4 cuốn đấy nhở? Được không ạ? À? Chúng ta sẽ, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web này Để chị vào xem xem nào Được không nào? Các bạn cũng có thể truy cập vào trang web này để các bạn nhận thêm tài liệu nhá. Chị ơi em nhắn nhưng chưa thấy rep. Em ơi, bây giờ hiện tại chị phải nói thật điều này. Đấy là cái số lượng tin nhắn mà các bạn gửi về rất là nhiều ấy. Thế nên thành ra là gì? Thành ra là là các anh chị bây giờ kiểu như là cái tốc độ nó đang bị kéo lại mặc dù là rất là cố gắng để trả lời các bạn nhanh nhất có thể. Thế nên bây giờ chị đề nghị là anh chị admin sẽ ghim giúp chị cái link đăng ký khóa học 10 ngày tại đây. Nhá. Các anh chị admin đâu rồi ạ? À? được không nào gim linh khóa học giúp chị với được không ạ à? và các bạn ơi những bạn mà đăng ký trong ngày hôm nay thì chị sẽ dành tặng cho các em thêm bốn cuốn nữa được không ạ à? và chị nhắc lại đó là chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi thì chúng ta sẽ chính thức được không ạ? Chúng ta sẽ chính thức kết thúc cái gọi là gì ạ? À? ưu đãi dành cho khóa học 10 ngày. Và chị tin chắc chắn rằng là hành trình tiếp theo đây cũng sẽ có rất nhiều bạn lựa chọn đăng ký khóa học này. Có thể cũng là những bạn đã từng biết tới, nghe tới 2 3 4 5 lần rồi nhưng vẫn băn khoăn không biết có nên đăng ký hay không. Không sao, các bạn vẫn có thể đăng ký được đây này, chính là bốn cái cuốn này này. Được không ạ? Chính là cái bốn bốn cái cuốn này nhá. Chính là bốn cuốn này nha các bạn nhá. Được không ạ? À? Chính là bốn cuốn này. Ngày hôm nay đăng ký là các bạn sẽ được tặng thêm bốn cuốn này nhá. Và duy nhất dành cho những bạn mà sẽ đăng ký trong ngày hôm nay trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay nha. Và chị sẽ cho các bạn khoảng 5 phút để chúng mình có thể điền link. Ok không ạ? À? Chị sẽ cho các bạn 5 phút để các em có thể điền link để chúng ta nhận được một cái bộ ấn phẩm này. Được không ạ? À? Để chúng ta nhận được một cái bộ ấn phẩm này và nhận bốn cái cuốn này. Đây là bốn cái cuốn cực kỳ hot của học văn chị Hiên luôn ạ. Được không nào? À ai đăng ký trước thì sao ạ? Em ơi, đây là một cái deal mà chị chỉ dành cho các bạn may mắn trong vòng có 3 gọi là 5 phút thôi. Thế nên thành ra là gì ạ? Đây thực sự nó là một cái điều mà như chị Hiên nói thì nó là một cái điều mình tạm gọi đi là một cái may mắn bé nhỏ mà các bạn ấy nhận được trong ngày hôm nay ấy. Đấy thế nên thành ra bây giờ là các bạn có thể giúp chị là bạn nào mà muốn đăng ký khóa học 10 ngày để nhận 4 thêm 4 cái cuốn này thì các em có thể ngay lập tức điền vào cái đường link mà chúng ta đã được ghim trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Hiện tại thì bây giờ vẫn chưa thấy link ạ. À. à đây rồi. Ok các bạn ơi. Chị cảm ơn Thùy Linh nha. Một học sinh của khóa học 10 ngày à. Ôi trời ơi các bạn ơi. Rất là biết ơn các bạn bởi vì khi mà các bạn ý nhận 12 cuốn đấy xong ấy thì các bạn ý còn bảo chị là chị ơi, may quá, về sớm em dùng luôn được cho thi học kỳ luôn. May quá là 12 cuốn đấy về sớm em dùng cho thi học kỳ luôn, em dùng thi thử luôn, cực kỳ hiệu quả. Và chị rất là biết ơn các bạn về điều đấy. Các em ơi, chị sẽ để cho các bạn nhá. Chị sẽ để cho các bạn một cái đấy ạ, à, như chị đã à, chị đã ghim link dành riêng cho các bạn rồi đấy ạ. À. Và đấy sẽ là cái link để các bạn chú ý giúp chị là chúng ta đăng ký trong link này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được tặng thêm à chúng ta sẽ được tặng thêm 4 cuốn nữa nhá. Chúng ta sẽ được tặng thêm 4 cuốn nữa. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Hiện tại thì chúng ta đã có link gim dành cho chúng mình rồi đấy ạ. Được không nào? Link gim dành cho chúng mình rồi đấy. Ok không ạ? Các bạn sẽ chú ý nha. Và ưu đãi về học phí thì cũng sẽ chỉ còn hôm nay đến ngày mai thôi. Được không ạ? À? Ưu đãi về học phí thì cũng sẽ chỉ còn hôm nay và ngày mai thôi. Thế nên hiện tại chị vẫn đang để link dành cho các em. Nếu như bây giờ các bạn đang thực sự muốn có một cái khóa học để tổng ôn lại tất cả mọi thứ giống như chị nói thì các em hoàn toàn có thể điền ngay lập tức vào trong link đó Hiện tại thì chị cũng đã đang thấy bắt đầu có các bạn đã hoàn thành cái phần đăng ký xong của mình trong ngày hôm nay rồi. Và nhớ nhá, tháng 6 tháng 6. <laughs> Được không ạ? À? Thế à, Thùy Linh ơi, em là một thành viên trong khóa học 10 ngày đúng không? Đầu tháng 6 nhá, chị em mình sẽ chiến cực kỳ cực kỳ hăng say nhá. Được không ạ? À? Và các bạn ơi, chị tin chắc chắn rằng nếu như các em đã đăng ký khóa học này thì chắc chắn là các bạn sẽ không hối hận đâu ạ Chắc chắn là như vậy Bởi vì chị đã làm khóa học này đến nay đã là 5 năm rồi Và về cái tỷ lệ Nói chung là đây cũng là một cái khóa học mà như chị nói là Là rất là mát vía Nói thật là như vậy Đây là một cái khóa học rất là mát vía Vừa, vừa đùa vừa thật đấy bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta sẽ có được một cái hành trình để tiếp nhận kiến thức trong 12 ngày trước khi thi và đấy sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tập trung nhất có thể để dành thời gian cho môn văn và chị tin chắc chắn rằng là gì ạ với cái việc là chúng ta dành thời gian cho môn văn ở trong cái giai đoạn đó thì các bạn sẽ có thể có được một cái sự yên tâm trong cái việc là chúng ta đến với cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chắc chắn là chúng ta sẽ rất là yên tâm Ok nhá. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái bài viết ngày hôm nay thôi. Chị vẫn sẽ để link tại đây cho chúng mình và hãy cân nhắc trong ngày hôm nay trong phần phát trực tiếp này, nếu mà cảm thấy bây giờ mình đang thực sự cần một cái khóa học để mình ôn tập lại toàn bộ trước khi mình thi á. Được không ạ? À? Để mình ôn tập lại toàn bộ trước khi mình thi. Để mình có thể yên tâm và tự tin nhất có thể thì hãy lựa chọn khóa học ngày hãy lựa chọn khóa học 10 ngày. Được không ạ? À? Đây chắc chắn sẽ là chân ái mà các bạn đi tìm Rồi, bây giờ trong khóa học 10 ngày có học theo đoạn văn không ạ? À? Sao lại học theo đoạn văn hả em? Tức là nghị luận xã hội thì đúng là hình thức đoạn văn Có nghĩa là chị sẽ ôn cho các bạn chuẩn cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia nhé Hương Giang nhé chị sẽ ôn cho các bạn là chuẩn cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia luôn có nghĩa là dạng đề sẽ là phần đọc hiểu này sau đó nghị luận xã hội là đoạn văn này sau đó là nghị luận văn học là bài văn và cái dạng mà chúng ta ôn sẽ bám sát nhất với đề thi minh họa đó sẽ là cái dạng nghị luận văn học thì sẽ là phân tích một cái trích đoạn được không ạ và đương nhiên là cái việc quan trọng hơn cả mà chị cần phải làm cho các bạn đầu tiên đó chính là chị sẽ phải gọi là gì ạ để cùng với các bạn nhắc nhớ lại và để yêu lại kiến thức nền từ đầu cái đã đấy là một cái điều cực kỳ quan trọng chị tin chắc đến bây giờ vẫn có rất nhiều bạn đang sợ sông Đà có rất nhiều bạn đang sợ sông Hương có rất nhiều bạn vẫn chưa yên tâm về vợ chồng a phủ vợ nhặt hay là bốn cái tác phẩm thơ tây tiến sóng việt bắc trích đoạn đất nước chi trong trường ca mặt đường khát vọng thế thì để có thể đi thi mà yên tâm thì không có cách nào khác ngoài việc là chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải ôn tập lại những cái đó. Ok không ạ? Thì nói chung cái đấy thì chúng mình sẽ chia sẻ ở cái buổi khai giảng khóa học 10 ngày sau nhá. Bây giờ thì cùng đến với cái đề bài ngày hôm nay thôi. Chúng ta có một cái đề bài như sau. Đây là một cái trích đoạn trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Được không ạ? Chúng ta sẽ có một trích đoạn như sau ạ. Bà lão cúi đầu nín lặng bà lão hiểu rồi lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự vừa ai oán vừa xót thương cho đột số kiếp đứa con mình chao ôi người ta dựng vợ cả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này còn mình thì trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt rỉ xuống hai dòng nước mắt biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống được qua sống được qua à, không biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không bà lão khẽ thở dài đứng lên đăm đăm nhìn người đàn bà thị cúi mặt xuống tay vân vê tà áo đã sách bợt bà lão nhìn thị và bà nghĩ người ta có gặp bước khó khăn đói cổ này người ta mới lấy đến con mình mà con mình thì mới có vợ được thôi thì bổn phận của bà là mẹ đã chẳng lo lắng gì được cho con May mà qua khỏi cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ Nó yên bề nó Chẳng may ra ông trời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được Bà lão khẽ dặn hắn một tiếng Nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau U cũng mừng lòng Chàng đánh thở vào một cái ngực nhẹ hẳn đi Hắn, họ khém, hắn ho khẽ một tiếng Bước từng bước dài ra sân bà cụ tứ vẫn từ tốn tiếp lời nhà ta nghèo con ạ à. vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn rồi ra may ông rời cho khá biết thế nào hở con ai giàu ba họ ai khó ba đời có ra thì rồi con cái chúng mày về sau bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài bóng tối chùm lấy hai con mắt ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc quanh cánh đồng tối mùi đốt đống sấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng bay vào khét lẹt. Bà lão thở dài một bà lão thở một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út, bà lão nghĩ đến cuộc đời cổ cực dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Bà lão nhìn người đàn bà lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu con trong nhà rồi, Người đàn bà kẽ nhúc nhích thì vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hảo thấp giọng xuống thân mật, "Kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhận chi cái lúc này, cốt làm sao, chúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá." Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống dòng dòng. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là một cái trích đoạn mà chúng ta thấy rằng gì ạ? Đây là một cái trích đoạn rất là ấn tượng trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Và nếu như các bạn biết thì thường nếu ở trong trích đoạn này ạ, thì gì ạ? Thường là người ta sẽ hỏi về cái gì? Người ta sẽ hỏi về diễn biến tâm lý của bà cụ tử. Các bạn đều biết nhá, đó là khi mà chúng ta làm tác phẩm Vợ Nhặt ấy, thì các bạn đều hiểu một điều rằng là gì ạ các bạn đều hiểu một điều rằng là là ba nhân vật bà cụ tứ hay là chàng hay là người vợ nhặt thì đều có thể ra trong đề thi trung học phổ thông quốc gia đúng không ạ đều có thể ra trong đề thi trung học phổ thông quốc gia được không nào? Ôi các bạn ơi, các bạn cứ bình tĩnh đăng ký khóa học 10 ngày nhá. Hiện tại bây giờ chị đang ở trên, chị đang gọi là có nhận được tin nhắn từ trên, từ trên fanpage là thấy các bạn đang gọi là dồn dập quá các em, cứ bình tĩnh như chị đã nói là ưu đãi về khóa này vẫn còn cả hôm nay và ngày mai nữa. Thế nên là các bạn cứ ở đây tập trung để xem cái phần phát chị chữa đề ngày hôm nay đã. Sau đấy thì chúng ta quay trở lại, chúng ta nhắn tin admin tư vấn cũng được nhớ không nào hoặc nếu như muốn chắc chỗ để nhận thêm bốn cuốn tặng thì các em điền luôn vào link chị đã ghim nhớ không ạ à? và chị trả lời câu hỏi của một bạn ở phía trên đó chính là hương giang hay bạn gì á nói rằng là bây giờ em mới có quyết định đổi khối thì liệu rằng lựa chọn khóa học 10 ngày có được không chị em lo quá thật ra chị đã nghe câu này chắc là phải hàng trăm hàng hàng trăm đấy hàng nghìn lần trong những năm qua hàng chị nghĩ là hàng trăm thôi bởi vì cũng có khá là ít các bạn gọi là đổi khối mà kiểu như là gọi là như nào nhỉ? Quẹo, quẹo, quẹo gấp như thế Thế nhưng mà rất nhiều bạn đã đến với khóa học 10 ngày và các em biết không? Số điểm các bạn ấy đạt được là ngoài sức tưởng tượng Được không ạ? À? Là ngoài sức tưởng tượng so với các bạn ấy nghĩ Thế nên thành ra là chị nghĩ rằng là chị thì chị không dám hứa là nó có thể chắc chắn giúp các em thay đổi Và đạt được một cái số điểm 9 cộng Thế nhưng chị chắc chắn có thể giúp các em đổi khối đạt được 7 cộng nếu như các bạn thực sự nghiêm túc học trong khóa học này. Khi đã có tài liệu được tặng, nhá, khi đã có tài liệu được tặng thì các bạn sẽ giúp chị là học bằng cái bộ tài liệu 12 cuốn đấy trước. Sau đấy đợi chị đến đầu tháng 6, 12 ngày, chị em mình cùng với nhau học ngày, học đêm, ăn nằm với môn văn. Yêu môn văn lại từ đầu, trọng tâm học về kiến thức nền, học về phương pháp và chị tin chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Được không ạ? Bởi vì vấn đề là chị đã từng nhìn thấy rất nhiều bạn làm được, hàng trăm bạn làm được ở trong khóa học 10 ngày. Thế nên các em cũng phải tin vào điều đấy nhá. Được không ạ? Thế nên các em cũng phải tin vào điều đấy. Và các bạn hãy hãy đặt niềm tin vào chị. Được không ạ? Hãy đặt niềm tin vào chị. Chị tin chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Ok chưa nào? Được không ạ? Rồi, hãy nhớ nhá, chủ động điền link đi. Chúng ta sẽ được tặng thêm 4 cuốn nghị luận văn học nhưng mà chị sẽ chỉ dành tặng cho 20 bạn đầu tiên thôi nha, bởi vì bộ này đang là một cái bộ rất là hot. Thế nên thành ra hôm nay bây giờ cũng là một cái sự may mắn rồi. Được không ạ? À? Đây cũng là một cái sự may mắn dành cho những bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay rồi chị sẽ cập nhật. Khi nào admin báo là hết 20 bạn điền link đủ thì chị sẽ dừng lại không tặng 4 cuốn đó nữa đâu nhá. Được không ạ? À? Không tặng 4 cuốn đó nữa đâu nhá. Khi nào admin báo giúp chị là đủ 20 bạn rồi thì chị sẽ báo dừng lại và các bạn vẫn có thể đăng ký bình thường nhưng chúng ta sẽ không nhận thêm bốn cuốn đấy nữa nhưng các em vẫn sẽ được ưu đãi về học phí. Ok chưa ạ? Được không nào? Đấy thế nên bạn nào mà muốn nhận thêm, tức là vẫn đang phân vân nhưng mà bây giờ có thêm một cái sự quyết định luôn là chúng ta sẽ lựa chọn cái khóa học này để chúng ta được tặng thêm cả tài liệu nữa. Ok chưa? Ok rồi. Có gì thì admin cứ chủ động báo chị nhá. Admin cứ chủ động báo chị được không ạ? À? để chị báo dừng lại nhé, các bạn có thể chủ động điền theo link. rồi, thế thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy nếu như chúng ta xem ở trong đề này, thì chúng ta sẽ có cái yêu cầu chính ở đây là phân tích diễn biến tâm lý của bà cụ tử. được không ạ? À? được không nào? phân tích đây ạ? À. được chưa ạ? và tiếp theo đó là chúng ta sẽ có cái yêu cầu nâng cao. được không ạ? À? yêu cầu nâng cao ở đây chính là gì nhỉ chính là nhận xét về tư tưởng nhân đạo của nhà văn kim lân được thể hiện qua đoạn trích xác định đúng cái này trước tiên là gì ạ trước tiên là xác định đúng cái này cái đã ok chưa ạ nhá trước tiên là xác định đúng những cái vấn đề này cái đã thế thì từ việc chúng ta xác định đúng cái vấn đề như thế này thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ cần phải viết cái gì trước cần phải viết cái gì sau và bây giờ đây sẽ là cái phần bài làm dành cho các bạn nếu như để chị Hiên tạo ra một cái sườn nhá. Nếu như để chị Hiên tạo ra một cái sườn thì các bạn sẽ thấy rằng là đặc biệt là khi phân tích một cái nhân vật đấy. Được không ạ? Cụ thể ở đây là chúng ta có đó chính là ở trong cái phần luận điểm số 2 chính là cái phần phân tích ấy. Luận điểm số 1 về tác giả tác phẩm nhá. Luận điểm số 2 Được không ạ? À? Luận điểm số 2 là phân tích. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Đó là chúng ta sẽ quy về đó là phân tích nhân vật các bạn nhé. Chú ý giúp cho chị là chúng mình sẽ quy về phân tích nhân vật. Được chưa nào? Thì ở trong phân tích nhân vật này thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? À trước tiên là chúng ta cần phải có gì? trước tiên là chúng ta cần phải giới thiệu khái quát về nhân vật giới thiệu khái quát về nhân vật cái này các bạn đều biết rồi và hãy nhớ giúp cho chị là gì ạ à? hãy nhớ giúp cho chị là chúng ta sẽ làm thật là ngắn gọn thôi được không ạ à? thật là ngắn gọn thôi ok chưa ạ à? ở đây ví dụ như chúng ta có một cái phần giới thiệu về nhân vật này được chưa nào thì đây chúng ta sẽ có cái phần giới thiệu khái quát về nhân vật nhá ok chưa sau đấy thì đến với cái phần b là cái phần quan trọng hơn đó là chúng ta phải phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật được không ạ à? ở trong đoạn trích phía trên thế thì các bạn sẽ thấy là nếu như mà chúng ta nói rằng là cái cách nào là cái cách mà hiệu quả ấy nhá cách nào là một cái cách hiệu quả để chúng ta có thể gì ạ cách nào là cách hiệu quả để chúng ta có thể viết mà nó rõ ý thì chị nghĩ rằng là chúng ta nên triển khai thành các cái đoạn văn theo phương thức đó là chúng ta viết theo lối diễn dịch có nghĩa là chúng ta đưa ra những cái câu chủ đề ở đây trước được không ạ à? ví dụ biểu hiện đầu tiên của bà cụ tứ đây không phải là phần ở phía đây không phải là cái phần nội dung phân đoạn ở phía bên trên nhưng mà nó lại là một cái phần cần thiết để chúng ta nhắc nhớ lại để thấy được cái gì ạ? Để thấy được cái tiến trình, được không nào? Để thấy được cái tiến trình, gì đây ạ? Để thấy được cái tiến trình trong việc phát triển tâm lý của nhân vật. Nhá, ok chưa nào? Thấy được tiến trình trong việc phát triển tâm lý của nhân vật. Hãy chú ý giúp chị nhá. Thế thì các bạn sẽ thấy là đây là nhắc lại thôi. Để làm một cái đòn bẩy để vào phân tích thôi Còn trọng tâm cái phần phân tích của chúng mình ở đây này Hãy chú ý giúp chị này. Được không ạ? À? Các bạn nhìn nhá, được chưa? Đây này. Ok chưa này? Các bạn sẽ nhìn thấy nhá, từ sự ngạc nhiên sau khi hiểu ra, tâm lý có nhiều trạng thái cảm xúc đấy. Lại là một câu theo lối diễn dịch nữa. Được chưa ạ? Lại là một câu theo lối diễn dịch nữa. Ok ông nào? Lại là một câu theo lối diễn dịch nữa. Sau đấy mình sẽ làm rõ bằng những cái dẫn chứng và bằng những cái bình luận của mình ở đây. OK không ạ? À? Sau đó chúng ta sẽ làm rõ bằng những cái dẫn chứng và những cái bình luận của chúng ta ở đây. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. OK chưa nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần trước tiên là mở bài cái đã nhở. Thật ra thì đối với cái đề bài này á thì các em sẽ có rất là nhiều hướng để các bạn có thể mở chị nghĩ rằng là đi từ đề tài người mẹ trong văn học cũng là một cái cách khá là hay để chúng ta triển khai. Đúng không ạ? Nhà thơ chế Lan Viên đã từng viết trong thi phẩm của mình rằng Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Không biết từ bao giờ hình ảnh người mẹ hay tình mẫu tử đã trở thành đề tài trở đi trở lại trong rất nhiều những sáng tác của những người nghệ sĩ có phải bởi vì đó là thứ tình cảm gắn bó nhất, đáng trân trọng nhất của con người ta trong cuộc đời này. Và đến với những trang văn chân chất mộc mạc của Kim Lân, thêm một lần nữa ta bắt gặp hình ảnh của người mẹ nghèo mang trong mình lòng yêu thương con hết mực, đó là bà cụ Tứ, người mẹ nhân hậu của miền quê đồng bằng Bắc Bộ trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Người mẹ ấy mang trong mình thật nhiều những phẩm chất đáng quý, đặc biệt để lại ấn tượng với bạn đọc là những diễn biến tâm lý phức tạp được thể hiện qua đoạn trích, bà lão cúi đầu nín lặng chấm 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 cho đến chảy xuống dòng dòng và từ đó thì chúng ta thấy được cái gì đây? Từ đó, tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân đã được thể hiện một cách đậm nét. Đó, ok chưa ạ? Rất đơn giản ngoài ra thì các bạn cũng có thể đi từ thông tin tác giả cũng được được không ạ à? đi từ đề tài người lao động cũng được miễn làm sao chúng ta có được một cái phần dẫn dắt hợp lý là ok được chưa ạ à? thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé Luật điểm 1 chị sẽ không nói nữa Bởi vì trong những buổi trước chị đã trình bày với các bạn rất rõ và rất kỹ về cách làm luận điểm số 1 rồi Đương nhiên thì nó vẫn chưa được khái quát lên ở cái mức là phương pháp và cấu trúc chúng ta có thể triển khai như thế nào Thì cái này chúng ta sẽ hẹn nhau ở trong khóa học 10 ngày và chị thì chị vẫn khuyên là các bạn nên tìm hiểu về khóa học này và nếu như có điều kiện thì hãy đăng ký khóa học này. Đây là một cái lời khuyên rất chân thành của chị đây ạ. Được không nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ có này, nội dung tiếp theo là phân tích nhá. Đây sẽ là cái luận điểm mà chị hiên trọng tâm nhất trong ngày hôm nay. Ok chưa ạ? Thế thì trước tiên chúng ta sẽ có đó là giới thiệu khái quát về nhân vật. Thì các bạn thấy rằng là nhân vật bà cụ tứ ấy, là người mẹ của anh cu chàng, là một người mẹ mà đã đang ở cái độ tuổi gần đất xa trời, đúng không ạ? Đây ạ. À, bà cụ tứ xuất hiện trong những trang viết của nhà văn Kim Lân. Với hình ảnh của một người mẹ đang ở độ tuổi gần đất xa trời. Và chúng ta thấy là hoàn cảnh của bà cụ tứ có khổ sở. Các bạn ơi, các bạn có thấy là hoàn cảnh của bà cụ tứ có khổ sở không ạ? Chồng chết, con chết vì nạn đói, đúng không ạ? Đến khi mà nhìn thấy cái người đàn bà đang ngồi ở trên giường của con trai mình đứng cạnh giường của con trai mình, còn cứ thắc mắc là ơ, kia đâu phải là con cái đục đâu, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là một cái người đây ạ à, chúng ta có là bà đã trải qua một quãng đời dài rằng giặc tính đếm bằng lo toan buồn tuổi đói khổ khi lần lượt phải chứng kiến chồng chết con chết vì nạn đói và vì gia cảnh túng bấn lại là dân ngụ cư nên chàng đứa con trai khờ khạo của bà vẫn chưa thể lấy được vợ thậm chí có nguy cơ ế vợ vậy mà trong cái tao đoạn đói quay đói quắt bà cụ tứ lại nhà được nhà văn đặt vào một tình huống chuyện oái âm oái oăm một nghịch cảnh không biết nên khóc hay nên cười đấy là việc đứa con trai bỗng dưng lấy được vợ giữa những ngày đói kém mà lấy vợ hoàn toàn ngẫu nhiên như nhặt được đúng không ạ và chính cái điều đó đã tạo nên một cái tình huống bi hài kịch ngòi bút của nhà văn kim lân đã có điều kiện đi sâu vào đời sống nội tâm diễn biến tâm lý trong lòng người mẹ nghèo khổ trước sự kiện nhặt được vợ đầy bất ngờ kia và tâm lý bà cụ tứ đã có cái sự xáo động mạnh diễn biến phức tạp hơn cả khi con trai lấy vợ giữa một cái nghịch cảnh đen tối và đi vào diễn tả những diễn biến tâm lý phức tạp của bà cụ tứ thì kim lân đã giúp người đọc nhìn thấy được vẻ đẹp của đức hy sinh lòng vị tha nhân hậu trong tâm hồn nhân vật thật ra thì các bạn không biết là các bạn có đọc nhiều những cái tác phẩm mà viết về những người mẹ nông dân hay không Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là một trong chúng ta có thể nhìn thấy được những cái đặc điểm chung của những người mẹ ấy, đúng không ạ? Đều là những người mẹ rất là hiền hậu, rất là nhân hậu, luôn luôn có cái lòng vị tha đức hy sinh cho những đứa con của mình. Và kể cả sau này, khi mà các bạn học gì ạ hình ảnh về một người mẹ ở miền biển, thì chúng ta cũng thấy được những cái phẩm chất đẹp đẽ như vậy. Hay nói một cách gọi là gì ạ? Khái quát lên thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? hình ảnh những người mẹ việt nam bao giờ cũng sẽ thường mang trong mình những cái phẩm chất đáng quý như thế đúng không ạ thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần quan trọng hơn cả đó là phân tích diễn biến tâm lý nhân vật nhé được không nào chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích diễn biến tâm lý nhân vật thế thì các bạn sẽ thấy ở đây này chúng ta sẽ có là ban đầu nhé chưa phải nói đến cái đoạn trích này mà cái đoạn trích ở phía trên á thì các bạn đã thấy được rằng là gì nhở à cái thái độ đầu tiên của bà cụ tứ là một cái thái độ rất là ngạc nhiên bà ngạc nhiên là bởi vì không hiểu là là gì ạ là, là cái người đàn bà mà đang đứng đang ngồi đang đứng ở cái đầu giường con trai mình kia là ai đúng không ạ à? quái lạ sao lại có người đàn bà nào trong ấy nhỉ người đàn bà nào lại đứng đầu giường thằng con mình thế kia Sao lại chào mình bằng ú Không phải con cái đục Không phải cái đục mà Ai thế nhỉ Và chúng ta có thể thấy rằng là Có thể thấy các bạn có thể khái quát giúp chị Đó là đầu tiên Thì cái biểu hiện của bà cụ tứ thể hiện cái thái độ ngạc nhiên Và không hiểu được sự kiện con trai mình lấy vợ Không ngạc nhiên sao được Khi mà bà biết rõ cái số phận hầm hiu của đứa con mình Nghèo khổ xấu xí Ngờ ngạch lại là dân ngủ cư chàng hầu như không có một cái cơ hội nào để có thể có thể lấy được vợ mà đã vậy các bạn ơi các bạn có biết rằng là chị muốn trao đổi với các bạn một chút là là các bạn có biết rằng là tại vì sao mà chúng ta nói rằng là là chuyện ngắn vợ nhặt ý là một cái câu chuyện mà mà rất là một cái câu chuyện rất là kỳ lạ có một cái tình huống chuyện rất là kỳ lạ đã bao giờ các bạn tự đặt ra một cái câu hỏi rằng tại sao người ta lại nói rằng là vợ nhặt là một cái câu chuyện có cái tình huống chuyện rất kỳ lạ Kỳ lạ thứ nhất là anh cu chàng là một người được ấn định số phận ế vợ. Đúng không ạ? À? Mà tự nhiên anh ấy lại lấy được vợ nhưng mà không phải là lấy được vợ bình thường mà lại là nhặt được vợ, có nghĩa là vợ theo không. Đúng không? Cái kỳ lạ thứ hai là người ta lấy nhau trong cái giai đoạn mà chẳng ai người ta đi cưới nhau cả. Bởi vì là cái nạn đói năm 1945 từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói cơ mà. Phải không ạ? À? Từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Ấy vậy mà. Gì ạ? À? Ấy vậy mà người ta lại đi lấy nhau ở trong cái giai đoạn mà chẳng ai người ta đi cưới vợ ở trong cái lúc đó cả. Phải không ạ? À? Và một cái nghịch lý nữa đó chính là chúng ta thấy rằng là gì? Đây là một cái đám cưới chẳng có gì cả nhưng lại là một đám cưới đầy đủ tất cả và cái sự đầy đủ ở đây chúng ta có thể thấy đó là sự đầy đủ về gì nhở đó là sự đầy đủ về tình người các bạn nhé đó là sự đầy đủ về tình người khác hoàn toàn với một cái đám ma gương mẫu trong tiểu thuyết số đỏ của nhà văn vũ trọng phụng một đám ma đầy đủ tất cả nhưng thực chất là chẳng có gì cả bởi vì cái mà người ta cần đó là tình cảm giữa con người với con người Thì trong cái đám ma cương mẫu đó không hề có Đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé Thế thì ở đây chúng ta sẽ có này Trước tiên là một cái tâm lý ngạc nhiên Từ sự ngạc nhiên Sau khi hiểu ra cơ sở Thì tâm lý bà cụ tứ đã xuất hiện nhiều trạng thái và xúc cảm khác nhau Đó là vừa mừng, vừa tủi vừa thương và vừa lo cho con được không ạ à? bắt đầu chứng minh vừa chị đã nói rồi một trong những cái cách mà để cho chúng ta có thể làm rõ nhất đó chính là chúng ta nên sử dụng cái phương án là diễn dịch đưa ra những cái nhận định như thế này sau đấy mình sẽ làm rõ bằng cái phần dẫn chứng của mình được lấy từ trên đoạn trích trực tiếp từ ngữ liệu cộng thêm với cả những cái phần bình luận của chính chúng ta nữa được không ạ à? thế thì các bạn sẽ thấy ở đây đó chính là gì ạ và đoạn trích trên đã thể hiện rất rõ điều đó. giờ thì bà lão hiểu rồi. lòng người mẹ nghèo khổ hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự và lúc đó thì bà lão đã cúi đầu nín lặng. chi tiết đầu tiên, ok chưa ạ? À? chi tiết đầu tiên nhé. bắt đầu phân tích này bình luận này. kim lân dùng hai chữ cúi đầu mang đến cho người đọc một cảm nhận xót xa. đằng sau cái cúi đầu ấy có gì đó vừa uất nghẹn, vừa xót xa, vừa cay đắng. Và lòng người mẹ bỗng cảm thấy tủi thân, tủi phận. Bà buồn vì tự thấy mình chưa làm tròn bổn phận của người mẹ. Buồn vì một đến một cái đám cưới nhỏ cũng không lo được cho thằng con trai của mình. Bởi cuộc đời của một người mẹ không chỉ sinh con ra, nuôi con lớn lên, mà còn có trách nhiệm gây dựng gia đình cho con, chăm lo cháu chắt, còn bà chỉ có hai bàn tay trắng Chao ôi Người ta dừng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi Những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này Còn mình thì Các bạn ơi cứ lần lượt từng cái thôi Lần lượt từng cái dẫn chứng được đưa ra sau đó là gì ạ Sau đó là chúng ta sẽ đến với cái phần bình luận thôi Ok chưa nào Được không ạ à? Các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá Là ở trong khóa học 10 ngày Khi học lại về kiến thức nền Đối với những bạn đã đăng ký khóa học của chị Hiên Thì khi mà các bạn đăng ký khóa học 10 ngày là các bạn sẽ được giảm 50% học phí Còn đối với những bạn chưa từng đăng ký khóa học của chị Hiên Thì hiện tại vẫn đang có ưu đãi là giảm 300.000 tiền học phí đấy Hiện tại là các bạn ấy đang than phiền là Chị ơi chị không trả lời em mà Cái kìa các anh chị admin đi đâu hết rồi Không thấy trả lời các bạn ý gì cả Rồi các bạn ấy đang đăng kiện đây này các bạn ý đang gọi là gì ạ? À? Đang thúc giục không trả lời các bạn ý đây này Để các bạn ý còn đăng ký trong hôm nay đây này Không biết là các anh chị đi đâu rồi Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là Đây nhá Ý đầu tiên này Cúi đầu nín lặng Một Thứ hai Chào ơi Ý này Đó Ok chưa ạ? Bắt đầu nhá Bình luận về cái ý đó Nhà văn đã bỏ lửng suy nghĩ của bà bằng dấu ba chấm Dấu ba chấm như là những nốt lặng trong tâm hồn của người mẹ Mà ở đó là sự tủi thân tủi phận dâng trào hơn bao giờ hết Đám cưới của con trai không lo được những lễ nghi tối thiểu Ta biết đến cảnh đám cưới trong truyện ngắn của Nam Cao trước cách mạng Dẫu buồn như cảnh đám tang Vẫn có sự hiện diện của hình ảnh quả cao miếng trầu Có nghĩa là một cái đám cưới rất là sơ sài Một cái đám cưới nó u ám ở trong tác phẩm của nam cao đúng không ạ nhưng mà người ta vẫn còn có cái quả cau miếng trầu tức là người ta vẫn đang có những cái lễ nghi những cái phong tục của một cái sự kiện rất trọng đại trong cuộc đời của một con người đúng không còn sự kiện chàng lấy vợ chỉ được đánh dấu bằng hai hào dầu thắp tối nó ít ỏi và hờn tủi như chính thân phận con người được không ạ chi tiết tiếp theo nhé bắt đầu thế rồi bà khóc tiếp theo đúng không Người mẹ thương con không được như người khác, không bằng người khác. Giọt nước mắt ở đây là giọt nước mắt bất lực của một người mẹ nghèo, tuổi vì biết mình chưa làm tròn bổn phận với con cái. Phải có một sự nhập thân thấu hiểu lạ lùng thì nhà văn Kim Lân mới có thể nhìn ra và đồng cảm với nỗi đau của người mẹ. Và hình ảnh dòng nước mắt dì xuống từ kẽ mắt kèm nhèm của bà cụ tứ đã gây một xúc động lớn nơi người đọc. Nước mắt ở đây là nước mắt của một người mẹ già Đã đi qua bao năm tháng đắng cay và tủi cực Người ta nói rằng tuổi già thì hạt lệ như xương Nên dòng lệ không chứa chan mà dỉ xuống đó là, đó là những dòng lệ hiếm hoi của người già lúc cuối đời Khi nước mắt đã chảy ngược vào trong quá nhiều Được không ạ? À? Và bắt đầu lại đến phần tiếp theo từ cái việc đầu tiên đó chính là đây nhá Vừa mừng vừa tuổi nhá Bây giờ đến thương con này thương con bao nhiêu bà cụ tứ càng thương nàng dâu mới bấy nhiêu bà cảm giác như không phải với con dâu khi mình không lo nổi dăm ba mâm cơm báo với làng xóm bà thừa hiểu rằng người vợ nhặt không theo không con trai bà xuất phát trước hết từ ý định muốn tìm kiếm một chỗ nương thân và một miếng ăn trong ngày đói kém ở cương vị của một người mẹ bà hoàn toàn có thể không chấp nhận người con dâu mới bởi chắc gì hai mẹ con bà đã có thể vượt qua được thời kỳ đói khổ này chắc gì trong tương lai hai mẹ con bà đã không trở thành những xác nằm chết còng queo bên vệ đường mà bây giờ lại còn đèo bỏng thêm một miệng ăn nuôi nổi thân mình trong lúc thóc gạo cao trong lúc thóc cáp gì ạ à, thóc cao gạo kém đã khó huống chi nuôi thêm một người chỉ đẩy cái đói cái chết đến bên mình nhanh hơn mà thôi vậy mà người mẹ nghèo vẫn đón nhận cô con dâu bằng tình yêu thương và lòng thông cảm hành động đón nhận nàng dâu của bà cụ tứ xét cho đến cùng là việc san sẻ sự sống san sẻ sự tồn tại của những con người cùng khổ giống như mình và con trai mình chỉ một câu nói giản dị lại chi tiết tiếp theo và đây là một cái chi tiết đúng không ạ rất là hay đấy ạ phải không nào chỉ một câu nói giản dị ừ thôi thì các con đã phải xuyên phải kiếp với nhau u cũng mừng lòng đã cho ta thấy được vẻ đẹp gì ạ tấm lòng nhân hậu bao dung hai chữ mừng lòng chứ không phải vui lòng thể hiện sự vị tha nhân ái của bà cụ tứ thật ra ở cái chi tiết này thì các bạn vẫn có thể làm rõ hơn nữa có nghĩa là các bạn vẫn có thể chủ động à, đó là chúng ta sẽ gọi là gì ạ làm rõ thêm về cái cách xưng hô đúng không ạ U cũng mừng lòng. Được không ạ? À? Thôi thì chúng ta có thể phân tích rõ hơn đấy. Thì cái điều này cứ để đợi đến khóa học 10 ngày đi nhá. Xong rồi khi mà giảng ôn tập lại về kiến thức nền thì chị Hiên sẽ nói rõ với các bạn. Ok chưa ạ? À? Sau đó thì bắt đầu lại một cái ý tiếp theo này. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì không khí chết chóc ở những nhà có người chết làm thức dậy nỗi lo âu trong lòng người mẹ. Năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá. Và dường như không kìm nén được nỗi lòng của mình. Được không ạ? À? Nước mắt vỡ hòa trên gương mặt buồn tủi, bà lão nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt chảy ròng ròng. Tiếng khóc lúc này không còn là sự kìm nén mà là sự giải bày. Bà khóc để sẻ chia lòng mình, để tìm được sự thông cảm từ các con. Nhưng thật đặc biệt là lúc này anh cu chàng đã đi ra ngoài, chỉ còn lại không gian riêng tư giữa bà cụ tứ và nàng dâu. Điều này đã cho thấy bà cụ tứ không chỉ thương con trai, thương bản thân mình mà đã nảy sinh cả tình thương với người đàn bà xa lạ kia. Lời nói giản dị chân chất của một người mẹ hiền cũng là minh chứng cho sự bằng lòng của bà dành cho hôn sự của con. Bà nhìn cô con dâu bằng tất cả sự xót thương chứ không hề coi thường. Và tấm lòng nhân ái bao la cao thượng đó của mẹ thật đáng quý biết bao Vậy là các bạn có thể thấy là vừa rồi chị nói về cái gì? Chị nói về gì ạ? Chị nói về cái sự gì đây? Các bạn thấy ở trên này không? Đó là vừa mừng, vừa tuổi, vừa thương và vừa lo cho con Xong chị nhặt những cái chi tiết thuộc cái luận, thuộc cái ý đó Chị phân tích ở phía trên Đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy thêm một cái ý nữa là những cái chi tiết chúng ta tiếp tục thấy từ người đàn bà này với một cái sự gì ạ với một cái sự lạc quan đấy ạ đúng không đây đúng không ạ đó là cái sự lạc quan vẻ đề tiếp theo bà thủ thì nói với vợ chồng chàng về những lời lẽ hàm chứa triết lý dân gian sâu xa thể hiện sự lạc quan nhà ta thì nghèo con ạ vợ chồng chúng mày ai giàu ba họ ai khó ba đời và trong tình cảm của người mẹ thì sự yêu thương và vui mừng lại đi kèm với nỗi lo lắng. Làm sao không lo cho được khi nạn đói đang diễn ra. Đời bà thì già, có chết cũng chẳng tiếc nuối gì. Nhưng còn các con, dù sao thì cuộc đời vẫn còn dài nhưng liệu rằng chúng nó có nuôi nổi nhau qua cơn đói này không? Rồi bà nghĩ về cuộc đời dài răng rặc của bà. Ông lão, cô con gái út, bóng tối như chùm lên hai con mắt của bà bà nghĩ liệu cuộc đời của con bà có khấm khá hơn không và bằng cái tấm lòng nhân đạo bao dung của mình thì nhà văn đã không cho phép nhân vật của mình tuyệt vọng đúng không ạ cộng thêm với đó là một cái góc nhìn nhận về nạn đói uh, rất là tích cực của nhà văn kim lân nữa thì người mẹ là chỗ dựa tinh thần cho những đứa con bà cụ tứ không giúp gì được cho đôi vợ chồng son về vật chất nhưng bà là chỗ dựa về tinh thần cho các con bởi tục ngữ việt nam có câu người sống đống vàng còn kim lân khi viết chuyện ngắn này thì đã nung nấu khi viết về con người năm đói người ta thường viết về những con người chỉ nghĩ đến cái chết tôi muốn viết về con người không nghĩ đến cái chết mà chỉ nghĩ đến cái sống đã sống thì phải sống cho ra cuộc sống con người và có lẽ vì vậy mà kim lân đã để bà cụ tứ thổi sức sống vào các con bằng triết lý dân gian ai giàu ba họ ai khó ba đời và triết lý ấy cũng là kinh nghiệm sống của bà sự từng trải của một người mẹ đã kinh qua bao khó nhọc trong đời và chính triết lý ấy đã làm bừng lên sức sống bừng lên tia hy vọng và làm ấm lòng đôi vợ chồng son được không ạ à? đó cũng là lợi động viên trí tình trí nghĩa mà bà muốn nhen lên trong lòng con sức mạnh để vượt qua nạn đói thì đấy là cái phần phân tích các bạn thấy là chúng ta cứ lần lượt bóc tách cái trích đoạn ở trên này và chúng ta làm từng ý thôi Đúng không? Ý đầu tiên là cúi đầu nín lặng này Đúng không? Ý thứ hai là cảm thấy tủi này Xót xa này Đúng không ạ? Ý sau đó khóc này Ý thứ hai là gì ạ? À, ý thứ hai là... Đây ạ Nghĩ, đúng không ạ? Đó, được chưa ạ? Sau đó bắt đầu gì ạ? Chấp thuận này Được chưa nào? Chấp thuận xong rồi thì... À, thể hiện cái sự lạc quan, cái góc nhìn của mình này Đúng không ạ? Sau đây bắt đầu nhìn... Đúng không ạ? Thương thương thể hiện cái sự thương con dâu này Đúng chưa nào Và sau đó là gì ạ à? Lại là một lần nữa bà cụ tư đã khóc Và bây giờ thì không phải là dòng nước mắt kèm nhèm gì xuống nữa Mà là nước mắt cứ chảy xuống dòng dòng thì đấy là cái phần nội dung quan trọng nhất Còn lại về yêu cầu nâng cao Thì các bạn sẽ chủ động giúp chị là chúng ta sẽ chủ động giải quyết nhá còn nếu không thì chúng mình sẽ cùng với nhau uh, gặp nhau ở trong cái khóa học 10 ngày giống như chị đã trao đổi cùng với các bạn uh, kết bài thì các em có thể uh, đi theo những cái hướng khác nhau ví dụ như là các bạn khẳng định lại vấn đề cần nghị luận sau đó các bạn bày tỏ những cái gì ạ các bạn bày tỏ những cái cảm nhận cá nhân chẳng hạn ví dụ như là những cái cảm nhận cá nhân nói về uh, nói về tình yêu của mẹ chẳng hạn đúng không ví dụ chúng ta có thể xen lồng những cái câu thơ của một bài thơ nào đấy viết về mẹ chẳng hạn như là bài thơ mẹ và quả của tác giả nguyễn khoa điềm chẳng hạn ví dụ thế đúng không lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên đấy đúng không ạ à? còn những bí và bầu thì lớn xuống đấy đúng không ạ à? chúng ta có thể sử dụng bốn cái câu thơ trong cái bài thơ đó cũng rất hay để thể hiện cái cảm xúc của mình khi chúng ta được đi cảm nhận về hình ảnh của một người mẹ một người mẹ cũng đã dành cả cuộc đời của mình để lo lắng cho con đúng không ạ? Thương cho con, lo âu cho con, đúng không ạ? Và đó là một cái tình cảm rất là đẹp. Không chỉ đẹp ở trong văn học mà chị tin chắc rằng kể cả cuộc sống đời thường thì tình mẫu tử cũng là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng. Được chưa ạ? Thì các bạn ơi, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Trong hành trình 5 buổi vừa qua, chị Yên đã chữa 5 đề cùng với các bạn. Và các bạn có thể thấy là chúng ta đã có những cái phần bài viết à À, em chưa hiểu và không biết dẫn dắt kiểu gì để nhận xét, thật ra về cái này là em phải có phương pháp ấy, kim cương ạ. À. Chứ không phải là ngay lập tức là chúng mình, không phải ngay lập tức là chúng mình sẽ làm được đâu, bởi vì đó là cái dạng câu hỏi phân hóa mà. Đấy là dạng câu hỏi phân hóa em ạ. Tức là sẽ quyết định tới cái việc là học sinh được 8 cộng hay là 9 cộng kiểu kiểu vậy. Thế nên thành ra là chúng ta cũng phải có phương pháp nữa. Một cái điều rất may mắn là đến bây giờ thì các bạn học sinh của chị Hiên đã đỡ sợ các cái câu hỏi phụ rồi. Bởi vì thực tế là các bạn ấy đã được rèn rũa và các bạn ấy biết cách, biết phương pháp rồi. Thế nên thành ra là chị cũng rất mong là sẽ được gặp các bạn ở trong các cái khóa học tới nhá. Hiện tại thì vẫn còn 3 slot nữa dành cho chúng mình để đăng ký khóa học 10 ngày để nhận thêm. Ô, em ơi, trong cái bộ này là có đây này. Đâu nhỉ? trong cái bộ bốn cuốn là có một cái là có một cái cuốn giúp giải quyết yêu cầu phụ đây em ạ trong trong cái bộ bốn cuốn đây này trong cái bộ bốn cuốn được tặng ngày hôm nay khi đăng ký khóa học 10 ngày là có một cuốn là có một cuốn là giải quyết các yêu cầu nâng cao trong tất cả các tác phẩm tức là mỗi tác phẩm là chị Hiên có liệt kê ra từ 3 cho đến năm sáu những cái câu hỏi thuộc gì ạ yêu cầu phụ mà thường được đưa vào và chị đã giải quyết nó ở trong một trong bốn cuốn này đấy ạ Vậy nên bây giờ như nhận được thông báo là sẽ còn ba cái bộ đó nữa được tặng miễn phí. Thì nếu như mà các bạn muốn đăng ký thì điền luôn vào link nhé. Hiện tại thì Yến Như ơi, khóa học này đang có học phí là 899 nghìn. Ưu đãi là 899 nghìn cho 12 buổi học. Được tặng kèm 12 cuốn tài liệu miễn phí. Đăng ký trong hôm nay, được tặng thêm 4 cuốn miễn phí nữa. Và một trong cái cuốn đó, em được đấy Khánh Vân ơi, em mua được nhá Được nha Khánh Vân, một xíu nữa em nhắn về 99 nghìn cho 4 cuốn này thôi ạ. À. Còn bạn nào mà đăng ký trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tặng bốn cuốn đó luôn. Tức là chúng ta lại tự nhiên được giảm thêm 100 000 nữa kiểu vậy. Thế nên là chị cũng rất mong là bây giờ khi mà phần phát trực tiếp này kết thúc thì các bạn có thể giúp chị là nhắn tin về ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên và đăng ký thành công khóa học 10 ngày để nhận bốn cuốn miễn phí đó dành riêng cho các bạn đăng ký trong hôm nay nhá. Ok chưa ạ? Còn bây giờ thì có lẽ vẫn sẽ là một cái một cái lời biết ơn Thật sự rất cảm ơn các bạn Bởi vì trong hành trình 5 ngày vừa qua Các bạn đã cực kỳ chăm chỉ Chị rất biết ơn các em Được không ạ? Và chị mong rằng là trong hành trình sắp tới Chúng ta sẽ chỉ còn khoảng Gọi là gì ạ? Hơn một tháng Chút xíu nữa thôi Là chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia rồi Chị mong rằng tất cả chúng ta đều có thể đạt được 8 cộng và 9 cộng văn Và bên cạnh cái việc có được một cái số điểm thật cao Thì chị nghĩ là cái bước nền tảng đầu tiên là chúng ta phải yêu cái môn học này hơn một chút Yêu môn học này mỗi ngày cái đã. Thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể làm tốt và sẽ đạt được điểm cao thôi. Nhá. Chị cảm ơn các bạn rất nhiều. Được không nào? Chị cảm ơn các bạn rất nhiều và chị hiên hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo và nhớ nhắn tin về ngay nha. Cảm ơn các em và biết ơn các em rất nhiều. Và chị cũng mong là trong tiến trình sắp tới khi mà chúng ta đến với những cái khó khăn trên cái hành trình chúng ta chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì các bạn cũng đừng sợ hãi. Hãy luôn luôn nhớ rằng đó là em ơi đừng yếu đuối, một tẹo thôi đã buồn, làm sao đi đến cuối giữa cuộc đời đau cơm. Và hãy nhớ rằng là gì ạ? À, học văn thật khó nhưng mà thật vui, yêu văn thêm chút thì sẽ làm được thôi. Và nếu như cảm thấy khó quá thì gặp chị Hiên nhá. Ok không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát trực tiếp tiếp theo nha. Bye bye!